Thưa quý vị, giá ga thế giới nhập khẩu giảm mạnh kéo theo giá ga bán lẻ trong nước sẽ giảm từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 5. Mức giảm phổ biến là 31.000 đồng đối với mỗi bình ga 12 kg. Theo đó, từ 7 giờ 30 phút hôm nay mùng 1 tháng 5, bình ga 6 kg giảm 15.000 đồng, bình 12 kg giảm 31.000 đồng, bình 12,5 kg giảm 32.000 đồng, bình 45 kg giảm 116.000 đồng và bình 50 kg giảm 129.000 đồng. Sau khi giảm, giá bán lẻ ga đến tay người tiêu dùng không vượt quá 282.000 đồng bình 6 kg, 507.500 đồng bình 12 kg, 1.902.000 đồng bình 45 kg và 2.114.000 đồng bình 50 kg. Các công ty kinh doanh ga giải thích do giá ga thế giới bình quân tháng 5 giảm đến 95 đô la Mỹ một tấn so với tháng 3 nên các công ty điều chỉnh mức giảm tương ứng. Đây là lần thứ hai trong năm 2022 giá ga trong nước giảm mạnh. Từ đầu năm đến nay, giá ga có 2 lần giảm với tổng mức 37.000 đồng một bình 12 kg và lần tăng liên tiếp với tổng mức 72.000 đồng một bình 12 kg. Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày nên nhu cầu tiêu thụ hải sản của người dân tăng cao. Điều này đã đẩy giá nhiều mặt hàng tăng mạnh, trong đó gẹ biển được ghi nhận là tăng giá chưa từng thấy. Theo khảo sát tại các vựa hải sản ở thành phố Hồ Chí Minh, giá hầu hết các mặt hàng hải sản đều tăng nhẹ, riêng gẹ biển tăng cao nhất. Giá gẹ biển cỡ nhỏ loại từ 6 đến 10 con 1 kg dao động từ 400 đến 600 nghìn đồng 1 kg và không được đổi trả sau khi mua. Còn tại một số cửa hàng siêu thị, mặt bằng giá hải sản lễ năm nay tăng 10%, riêng gẹ tăng mạnh ở mức 20%. Gẹ cỡ lớn loại từ 2 đến 3 con có giá bán là 899 nghìn đồng 1 kg, cao nhất từ trước đến nay. Tính ra mỗi con ghẹ sẽ có giá là 300 đến 400 nghìn đồng. Lý giải nguyên nhân giá ghẹ xanh tăng mạnh, hầu hết chuỗi cửa hàng cho biết nguồn cung giảm mà cầu tăng đẩy giá lên cao. Ngoài ra, biến động của giá xăng thời gian qua khiến nhiều tàu thuyền giảm đánh bắt nên sản lượng cung ứng ra thị trường hiện giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay được nghỉ 4 ngày, dự báo lượng khách du lịch đến các thành phố du lịch trọng điểm của miền Trung sẽ rất đông. Thậm chí con số dự báo là còn có khả năng vượt qua lúc cao điểm dịp lễ kỷ lục của năm 2019. Các địa phương, các đơn vị lữ hành đang kỳ vọng một mùa du lịch hè thật sự là bùng nổ, tạo đà cho sự phục hồi hoàn toàn của ngành du lịch. Công suất phòng trên 90%, thậm chí cháy phòng và không nhận đặt thêm phòng. Đây là tin vui mà resort 5 sao Furama cũng như hầu hết các khách sạn resort 5 sao ven biển tại thành phố Đà Nẵng nhận được cho kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Hiện Đà Nẵng có khoảng 600 cơ sở lưu trú du lịch đã mở cửa, chiếm tỷ lệ là 60% với hơn 27.000 phòng. Lượng booking của chúng tôi đạt được nó thậm chí nó còn cao hơn khoảng 3-40% so với năm 2019 về thị trường nội địa. Dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 của chúng tôi thì đã kín phòng, hiện tại đã kín phòng. Và tôi biết là rất nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng đã kín phòng. Dịp nghỉ lễ này, Đà Nẵng dự kiến đón hơn 120.000 lượt khách, tăng gấp 2,5 lần so với kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương vừa qua. Từ 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, thành phố đã đón xấp xỉ khoảng 600 chuyến bay, đa số là thị trường trong nước, trong đó có 18 chuyến bay quốc tế. Ngành du lịch Đà Nẵng kỳ vọng năm nay thị trường khách du lịch nội địa sẽ bắt kịp tốc độ, thậm chí là vượt so với năm 2019 trong khoảng thời gian là quý 2, quý 3 và quý 4. Thông qua dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này, cùng với dịp Dỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, thì Đà Nẵng cũng kỳ vọng lịch sẽ phục hồi nhanh chóng với sự hài lòng và tin tưởng của du khách đến với Đà Nẵng với rất nhiều sản phẩm mới và những cái chất lượng dịch vụ cũng như sự yên tâm của du khách khi đến với thành phố. Còn tại Quảng Bình, các tour khám phá hang động, trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên của Phong Nha - Kẻ Bàng, thưởng thức các món ăn đặc trưng địa phương được nhiều du khách lựa chọn và đặt tour. Tính từ đầu năm đến nay, tại đây đã bán hơn 5 vạn vé cho các tour du lịch này. Với cái tình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, thì trung tâm cũng đã xây dựng lại kế hoạch, các cái chương trình hành động để phục vụ du khách, ví dụ chỉnh trang lại cái cơ sở hạ tầng, thứ hai là đào tạo con người, rồi bổ sung những nhân lực mới để đảm bảo các cái yếu tố đủ điều kiện phục vụ du khách một cách tốt nhất. Còn tại Hà Tĩnh,
trường đua chó, đua ngựa hoa nắng, công viên nước Vinpearl Cửa Sót đã được đưa vào hoạt động để phục vụ khách trong dịp này. Đến thời điểm hiện tại, các cơ sở lưu trú đã gần 90% lượng tour, khách đặt phòng. Các khách sạn từ 2 sao trở xuống cũng đang dần lấp đầy các phòng trống. Xây dựng các cái sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là ở các cái khu điểm du lịch ven biển, rồi các cái khu điểm du lịch sinh thái, xây dựng các cái sản phẩm về lễ hội. Khi các du khách về tham quan các khu điểm du lịch thì đều được tham gia trải nghiệm với người dân địa phương bằng các hoạt động văn hóa lễ hội. Không khí hối hả chào đón du lịch tại các khách sạn, sự nhộn nhịp tại các tuyến phố, các tuyến đường ven biển, các nhà hàng và các điểm du lịch đã cho thấy du lịch miền Trung thực sự đã sôi động trở lại. Trong khi đó, tại Hội An, Quảng Nam, ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dài ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5, một lượng lớn du khách đã đổ về đây tham quan, nghỉ dưỡng. Cùng với các sự kiện văn hóa lớn, các điểm vui chơi giải trí trong và ngoài đô thị cổ luôn chật kín người. Đây là lần thứ 6 chị Trần Hoài Thương đến phố cổ Hội An, Quảng Nam du lịch. Chị cho biết, mặc dù đã đến đây rất nhiều lần, tuy nhiên, Hội An luôn là điểm đến có sức hút, nên dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 này, chị tiếp tục lựa chọn Hội An là nơi vui chơi, nghỉ dưỡng cùng bạn bè trong 4 ngày nghỉ lễ. Thứ nhất là cái không khí rất là yên bình, thứ hai là phong cảnh cũng rất là đẹp, và thứ ba còn rất nhiều đặc sản mà em cũng chưa trải nghiệm hết. Em vào Đà Nẵng đây là cũng là lần thứ 6 rồi, nhưng mà em vẫn muốn quay lại Hội An ấy, tại vì thích không khí với cả cuộc sống nơi đây ấy. Chỉ trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, Hội An đón rất đông khách du lịch nội địa và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm vẻ đẹp của phố cổ, chùa cầu và các làng nghề truyền thống. Ngoài lượng lớn các đoàn khách đi theo tour, xu hướng đi xe cá nhân ở các địa phương lân cận đến Hội An trong ngày đầu nghỉ lễ cũng rất đông đúc. Em đến từ tối hôm qua đi theo cái đợt du lịch 30 tháng 4, 1 tháng 5. Thành phố Hội An cảm thấy rất là yên bình. Đó. Và cảm thấy là cái môi trường và cái thời tiết đây đang rất là đẹp, rất là thích hợp để đi trong cái đợt du lịch này ạ. Mặc dù đã chuẩn bị những kịch bản tốt nhất, thế nhưng Hội An vẫn xảy ra tình trạng quá tải du khách ngay trong ngày đầu nghỉ lễ. Vào dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì du khách đến với Hội An rất là đông, và để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để mà đón tiếp khách thì chúng tôi cũng đã chỉnh trang lại các không gian, các điểm đến từ làng nghề truyền thống đến khu phố cổ cũng như là các điểm du lịch. Chúng tôi phối hợp cùng với công ty Cồn Bắp để tổ chức một cái đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại khu vực Cồn Bắp, thu hút rất là đông khán giả. Số lượng vé mời phát ra là 7.000 vé, và hiện nay là gần như là đã kín chỗ ngồi. Dự báo, con số khách du lịch đến với Hội An và những điểm tham quan nổi tiếng khác của Quảng Nam trong những ngày lễ tiếp theo sẽ tăng rất mạnh. Đây là minh chứng cho sự phục hồi nhanh chóng của du lịch tỉnh Quảng Nam sau khi mở cửa du lịch toàn diện, đặc biệt là sự phục hồi mạnh mẽ về thị trường khách nội địa trong nước. Tỉnh Quảng Nam kỳ vọng qua những tín hiệu rất tốt này sẽ là bước chạy đà, bùng nổ cho mùa cao điểm du lịch hè sắp tới. Để đón đầu kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 năm nay, một sản phẩm du lịch hoàn toàn mới là bay trực thăng ngắm thành phố từ trên cao đã được một doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh cho ra mắt. Ngay trong những ngày đầu tiên chào bán, tour đặc biệt này đã thu hút hơn 200 khách đăng ký. Trong giai đoạn đầu triển khai, du khách có thể ngắm cảnh quan thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao theo lộ trình bay qua các địa danh như Yêu Mon Tân Phú, Yêu Mon Bình Tân, Rờ Mít, cầu Phú Mỹ, cầu Thủ Thiêm, Landmark 81, khu du lịch Bình Quới, từ hai địa điểm cất và hạ cánh là bãi đáp trực thăng, tầng 8, Bệnh viện Quân y 175 và sân bay Tân Sơn Nhất. Giá thành tour dao động từ 4 đến 5 triệu đồng một khách cho 40 phút bay, tùy lộ trình và dịch vụ đi kèm. Ngành du lịch thành phố cũng đang khẩn trương tiếp tục nghiên cứu, khảo sát để có thêm nhiều lựa chọn khác dành cho du khách với thời gian bay linh hoạt, theo hành trình từ 20 phút, 40 phút, 50 phút đến 80 phút để trải nghiệm khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, cánh đồng bất tận khu du lịch Tân Lập Long An từ trên cao. Bộ Tài chính vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh ban hành bảng giá đất, trong đó bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất nhằm tạo điều kiện cho công tác tính thuế theo quy định.
Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, cơ quan này đã có nhiều văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Do đó, để đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh ban hành bảng giá đất, trong đó bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất, nhằm tạo điều kiện cho công tác tính thuế theo quy định nêu trên. Bộ này cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan thường xuyên khảo sát để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng bất động sản làm căn cứ để tham mưu Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xác định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế.